Sau hơn một năm kể từ khi ra mắt lần đầu tiên tại Thái Lan, Mitsubishi Triton phiên bản Atlas đã được Mitsubishi Việt Nam chính thức giới thiệu. Về cơ bản, Triton Atlas là một phiên bản mang ngoại thất thiết kế thể thao của chiếc bán tải Triton. Phiên bản Triton Atlas mang ngoại hình mạnh mẽ, thể thao, nay hầm hố hơn nhờ những trang bị phụ kiện đặc biệt được sơn đen như ốp cản trước thể thao, lưới tản nhiệt, gương chiếu hậu, ốp về, thanh trang trí thể thao và thiết kế tem xe Atlas chính hãng. Dàn chân lắp bộ mâm hợp kim 18 inch và thanh trang trí thể thao. Triton Atlas có tổng cộng 3 tùy chọn màu sắc: trắng, cam và đen. Nội thất của Mitsubishi Triton Atlas được phối hai tông màu cam đen bắt mắt làm chủ đạo, khiến nhiều người không thể không liên tưởng đến phong cách MS thường thấy trên những dòng xe sang. Những điểm nhấn từ đường chỉ may màu cam ở cần số và ốp cửa, chi tiết cách điều từ thiết kế thảm lót sang. Cả hai phiên bản của Triton Atlas vẫn sử dụng động cơ dầu 4 xi lanh, dung tích 2.4 lít tăng áp đơn, van biến thiên điều khiển điện tử MiVec cho công suất tối đa 181 mã lực tại 3.500 vòng trên phút và mô men xoắn cực đại 430 Nm tại 2.500 vòng trên phút. Xe sử dụng kết hợp với hộp số tự động 6 cấp, phiên bản hai cầu Super Select 4WD2 với 4 chế độ gai cầu 2H, 4H, 4HLC hay 4LLC và khóa vi sai cầu sau cùng 4 lựa chọn chế độ vận hành địa hình, sỏi, bùn, cát và đá. Nhờ được trang bị khóa vi sai trung tâm, chế độ 4H sẽ giúp xe tăng độ bám trên mặt đường trơn trượt. Xe có thể chuyển cầu linh hoạt giữa chế độ 2H và 4H ngay khi đang di chuyển ở tốc độ cao. Ở phiên bản Triton Atlas 4x4 AT sẽ được trang bị nhiều đồ chơi an toàn và hỗ trợ lái gồm 7 túi khí cùng nhiều tính năng an toàn chủ động thông minh bao gồm hệ thống cảnh báo và giảm thiểu va chạm phía trước, cảnh báo điểm mù kết hợp với hỗ trợ chuyển làn đường, hệ thống chống tăng tốc ngoài ý muốn, đèn pha tự động điều chỉnh tầm chiếu khi phát hiện xe ngược chiều, hệ thống cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi. Mitsubishi Triton Atlas 2022 sẽ được bán ra với hai phiên bản với mức giá như sau: Triton Atlas 4x4 AT giá 885 triệu đồng, Triton Atlas 4x2 AT giá 760 triệu đồng. Theo Mitsubishi Motor Việt Nam, cả hai phiên bản Triton Atlas sẽ thay thế hoàn toàn cho hai phiên bản Triton AT Premium hiện tại, sẽ được nhập khẩu trực tiếp từ Thái Lan. Tại thị trường Việt, trong phân khúc bán tải cỡ trung, Mitsubishi Triton là dòng xe được đánh giá cao ở khả năng vận hành thú vị với hệ dẫn động 4 bánh, động cơ dầu bền bỉ, lái hay và thiết kế ngoại thất sắc sảo. Hiện tại trong phân khúc bán tải cỡ trung, dòng bán tải Triton vẫn giữ vững phong độ tốt với doanh số bán hàng chỉ xếp sau vua bán tải Ford Ranger và Toyota Hilux. Các bạn nghĩ sao về phiên bản Triton Atlas này? Hãy để lại ý kiến của mình ở phần bình luận ngay phía bên dưới. Đừng quên nhấn like và subscribe kênh YouTube Ô tô Sài Gòn, bật chuông để nhận được thông báo khi có những video mới nhất. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.